Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Em nói trước là em kỹ tính, còn ưu điểm của em là ham học hỏi, thích trẻ em. Dạ, ưu điểm thì là biết nấu ăn và biết chia sẻ mọi người xung quanh. Một bạn nữ rất dễ thương tí, anh thấy là phải hốt ngay thôi. Dạ, cảm ơn anh. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, xin mời bạn nữ. Thôi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Quân và chào tất cả khán giả hôm nay. Em tên là Đặng Tý, quê ở An Giang và em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại làm nghề của là bất động sản. Thôi, mời bạn, mời bạn nữ. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Liên. Em quê ở Đồng Nai và hiện em sinh sống và làm việc ở quận 2. Em làm kế toán. Năm nay em 28 tuổi. Em hãy cho đàn gái biết một chút ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm thì là biết nấu ăn và biết chia sẻ mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì phải là hơi nóng tính. Rồi còn mình thì sao nè? Nhược điểm của em nói trước là em kỹ tính, còn ưu điểm của em là ham học hỏi, thích trẻ em, hòa đồng. Và sở thích đặc biệt của em là cắm hoa. Em có cắm sẵn, đây là kiểu cắm hoa Ikebana Nhật Bản. Đây là kiểu cắm thiền. Rồi, tức là em thích cắm hoa và em cắm hoa rất là đẹp. Rồi, đây sẽ là món quà em tặng cho cái người bạn bên kia đúng không? Dạ. Trong tác phẩm của em thì còn thiếu một yếu tố là du, là yếu tố quan trọng nhất của cái bình hoa này. Em mong là người bạn nam sẽ có một bông hoa và em sẽ nhờ bạn nam lấy cái bông hoa đó cắm vào cái bình đây là đầy đủ. Rồi, hồi hộp quá chút xíu để coi bạn cắm làm sao. Em trai. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là trải qua một mối tình 4 năm rồi. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì hoàn cảnh. Hồi đó lúc mà em lên Sài Gòn thì cũng mình lập nghiệp mới á, thì mình chưa có tài chính như gia đình bạn, bạn theo dõi gia đình em. Và bạn gái, đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức thời sinh viên. Sau đó em trải qua vài mối tình nhưng mà chỉ thời gian ngắn mà không có sâu đậm lắm. Thôi coi như hai bạn đều trải qua một mối tình cũng cái đường tình duyên có kinh nghiệm ha. Bây giờ mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả em trai? Dạ, nửa yêu thương của em thì em quan trọng là bạn biết yêu thương gia đình và biết tôn trọng lẫn nhau hai bên. Còn em thì sao? Mẫu bạn trai của em đầu tiên là về ngoại hình trước là từ 1m6 đến 1m75. Và cân nặng thì 55kg đến 70kg. Em hình dung cái bạn nam bên kia như thế nào? Dạ, cùng bất động sản với em thì được đúng không? Dạ. Để chị coi thử coi là anh thăm đàn gái thôi nha. Tôi với ông mới là Bluetooth á, tôi đang chuẩn bị tôi đứng lên là ông đứng. Chào anh gái. Dễ thương quá. Xinh đẹp ha. Bên đây cũng được á. Nói chung là anh thấy hợp. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, kiểm soát á. Kiểm soát quá đó hả? Dạ. Em có kiểm soát không? Dạ không đó. Không có. Vậy được rồi. Còn thích gì nữa không? Không có trách nhiệm. Có trách nhiệm không? Dạ có trách nhiệm không? Có. Khoái rồi à. Có trách nhiệm là được rồi. Còn không thích gì nữa không? Không hút thuốc. Dạ không có luôn. Trời ơi, ngon lành. Rồi còn bạn nam thì sao? Bạn không thích ở người phụ nữ là điều gì? Dạ không thích người phụ nữ là nhuộm tóc nhiều quá. Nó nhuộm đẹp chứ. Dạ, có nhiều em nhuộm đẹp nhưng đừng có màu nổi quá. Trời ơi, thời hiện đại tao nhuộm nhiều khi 7 màu tao đi cho nó nổi, có gì đâu. Nhuộm tóc không sao cả, rồi mai không ấy thì giấy chứ có gì đâu. Thì nhuộm lại. Nhuộm lại. Còn thích thì cạo. Không thích. Dạ, không thích là phụ nữ mà càm ràm. Em biết là cái bạn này mà có cái tài cắm hoa, mà cắm hoa theo kiểu Nhật á, là bạn này cũng không phải dặn dừa đâu đó. Dạ. Rất là tề gia nội trợ, gọi là công dung ngôn hạnh đó. Dạ. Em có hồi hộp, em có nôn nao không? Dạ chắc hồi hộp ạ. Hồi hộp nôn nao đúng không? Đúng rồi. Nên em đi với ai vậy? Dạ em đi với sếp em và đồng nghiệp công ty em ạ. Dạ chào sếp. Sếp cho ý kiến đi ạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay tí có báo với cả công ty là hôm nay được quay cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên cả phòng ban công ty rất là háo hức đến để cổ vũ cho bạn tí. Để nhận xét về bạn nữ thì một bạn nữ rất dễ thương tí.
Anh thấy là phải hốt ngay thôi. Dạ cảm ơn anh. Anh nghĩ là hai bạn mà đến được với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này nó là một cái may mắn rồi. Nên vì vậy nếu như được thì hãy cho nhau một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu xa hơn nữa. Nếu biết đâu đó là cái duyên mà chúng ta đến được thì nó là một điều tuyệt vời. À, dạ, xin cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, em gái với là bạn. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả. Em tên là Phương, là anh cả của Liên. Bạn này là thấy cũng có vẻ hiền. Lên phim trường rụt rè một tí. Nhưng mà con trai rụt rè vậy người ta thường hay chung tình lắm. Em khỏi lo. Cảm ơn. Anh đáng yêu quá vậy. Rồi vậy thì giờ mở rào ha. Mở cho rào. Hai trẻ gặp mặt. Đến chương trình thì anh không có gì anh tặng em một đóa hoa hồng. Yeah. Lúc nào em cũng đẹp như bông hoa này. Yeah, cảm ơn anh. Quá được. Nhân viên anh rút một bông được không? Ok em. Thôi. Đây là yếu tố du, là yếu tố quan trọng nhất. Nó tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Rồi, vậy em tặng luôn. Em tặng anh. Rồi, đây nữa. Em tặng thêm anh. Rồi anh cảm ơn em luôn. Thì hôm nay anh đến đây cũng có một bài thơ. Chào em, cô gái dễ thương. Vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Tắm sai những lúc em cười, khiến anh ngây ngất cả người xuống sâu. Hôm nay mình hò hẹn em nhé. Để sớm mai xương văn mạnh hổn hức. Nghe yêu hương sao xuyến quen lòng nhật. Anh cùng em tay một bàn tay. Trao hơi ấm khi mùa đông chậm nhỏ. Trao nồng nàn còn đó những yêu hương. Cảm ơn anh. Ở đây là cái đồng hồ này tượng trưng thời gian và có thể có duyên thì hai đứa tìm hiểu. Một ngày đó anh và em sẽ ước chung một ngôi nhà như tượng trưng một cái đồng hồ. Hiểu quá, chu đáo quá. Này chắc được sự tư vấn của cả phòng ban rồi. Rồi hai đứa nói chuyện với nhau đi. Em thấy anh như thế nào nhỉ? Dạ ngoại hình được anh. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Gia đình em ở bao nhiêu người nhỉ? Dạ có 4 anh em nhỉ. À, nhà anh thì là có một. Không, có làm dâu không anh? Hiện tại nhà anh cũng chưa có phương châm là làm dâu. Tại vì nhà anh của mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Dạ. Mẹ anh thì nói là quan trọng nhất hai đứa hạnh phúc thì mẹ cứ vui rồi. Mà tỷ dụ mà phải làm dâu thì sao? Dạ. Tại vì con một thì cái điều đó là sẽ phải có. Dạ. Thì em có đồng ý hay không? Dạ em đồng ý. Có thêm mẹ. Anh cũng muốn là chắc được hai mẹ luôn em. Dạ. May mắn. Quan điểm tình yêu của anh sao? Quan điểm của anh thì anh chỉ là một bạn gái thì là biết yêu thương gia đình hai bên được rồi. Không có gọi là bên nhiều quá gọi là rồi thứ hai là sống mình biết chia sẻ với nhau. Ví dụ những cái gì đó khó khăn thì mình hai đứa ngồi nói nhau chứ không có gọi là mình nói này kia. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ một tuần thì có bao nhiêu lần? Thì cuối tuần thì sẽ được. Tại vì anh làm nguyên tuần thì chỉ là chủ nhật nghỉ thôi. Chứ đâu cả tuần có mấy người ba mua đất quận 2 rồi qua sẵn rồi thăm luôn. Các bạn rất là thuận lợi luôn á. Bây giờ con cái thì sao? Cưới chừng nào cưới? Em thì cho thời gian tìm hiểu trên một năm. Nếu được thì sẽ hai đứa tiến đến. Chúng ta cảm giác đối phương hiện nay như thế nào đối với mình? Dạ, em thấy bạn gái này rất đẹp, rất là xinh. Anh thấy ở bạn trai có một sự rất là chân thành luôn đó em. Chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng. Bạn ấy cảm giác đây một ngày rất là nghiêm túc luôn ha. Anh thấy rất là hiền và gương mặt có hậu luôn. Anh nghĩ đây cũng là một trong những cái người đàn ông của sự lựa chọn đối với phụ nữ. Theo anh là như thế. Đúng rồi. Còn mặt rất là thiện cảm. Đúng nha. Luôn á, nhìn rất thiện là đàn cảm. Ông luôn. Anh nhìn anh rất quý chàng trai này ha. Bây giờ em nói một câu gì đó để có thể thuyết phục cô gái xem cũng có bấm nút hay không. Thì em cho anh một cơ hội tìm hiểu. Thì đến được cơ hội thấy nó tốt hơn thì hai đứa sẽ tiến đến hôn nhân. Thì em thấy như thế nào nè? Rồi, hết thời gian.
cô ấy có cho cơ hội hay không. Mình chờ vào kết quả nút bấm nha. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. Dạ đúng quá vậy. Rất rung, hồi hộp. Bao giờ cũng vậy, khi họ đụng vào cái nút bấm, chạm vào nút bấm ấy, giống như chạm vào từng nhịp tim vậy. Và từng nhịp tim ấy xem kỹ lại xem có phải đó là mình rung động vì đối phương hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Nếu không đúng, chúng ta nhường cái nút bấm đó, nhường cơ hội đó cho người khác. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Đúng thời điểm, chúc mừng. Đẹp lắm. Cái tim này á, hiện lên một lúc luôn, nắm tay nhau đi. Cùng một lúc luôn á Linh, nãy giờ đây đứng này là nước quá. Anh nghĩ rằng hai bạn rất là hợp nhau đó. Chúng ta bổ trợ cho nhau, chăm sóc cái mối tình này cho nó nở hoa nha, cho nó có kết quả tốt đẹp nha. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn thầy. Hôm nay thì có gia đình hai bên đang xem chương trình đó. Dạ. Mình hứa gì với hai bác đi? Thì dạ, hứa bác thì con sẽ cố gắng, sẽ lúc nào cũng che chở cho bạn. Xin có nói gì với anh không? Có anh đây nè, xin phép anh vô hôn cái đầu tiên thôi. Xin hôn bạn. À, dễ thương rồi. Đời đã khiến tôi thận thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Yeah. À, giàu lắm luôn đó. À, anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Anh thì không thích nuôi con vậy, thích nuôi con vợ không à. Một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né ra chứ, tự nhiên tôi làm background sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ, em đứng. Đứng nữa. Thôi em đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi... em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu? Chụp đi. Ờ, chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống luôn. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Ờ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Ừ. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi đường đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn coi. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng mà được tóc không? Nhiều. Rồi. Có nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À vậy à? Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Này, anh đến với chương trình có món quà tặng em làm cái gì? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. Cảm ơn. Rồi, anh, múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê, ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở ra nè. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Dạ, có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Múa côn liền. Anh này cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn hát. Em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele. Ca khúc là Cô gái mét 52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang thưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Thương em đời lâu hơn nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em đời lâu hơn thêm âu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. Ở bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một sườn, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng dưới mai trường xưa, cùng đạp xe dưới cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây dựng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về hợp. Kẹt lắm, xách hai cái đàn đi cũng hợp. Em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm. Thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình.
Em trai có sở thích đó là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ, em rất là thích người hôn tóc, nhéo mũi bạn nữ. Đâu qua làm thử là được không? Thì xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được. Thế nào, thấy thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy... Rồi nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Có một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát là mình muốn hát riêng tặng bạn. Là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man. Ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngỡ ngàng, lòng anh chợt hơi khan. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như đều kêu tên ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Lần đầu gặp nhau cảm ơn quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Nói hoa nè. Em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó tượng trưng cho điều đó chị. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Trời, nghĩ sao vẽ người có đầu. Dạ. Đúng là nghĩa ra đi. Bây giờ bé nhìn cái hình này ha, nhìn đây bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha, đẹp nha, ba đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ nó quắc à. Không chưa giống này trời. Trời giống đó anh, em thấy giống mà đẹp. Trời ơi, giống mặt không, giống này, giống này, giống này. Ghi vô coi. Bé ăn kìa. Đây, đây lại đọc từ đây qua đây là trang nghĩa. Vậy muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang nghĩa. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Chúc cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò, chúng ta sẽ sớm báo tin vui chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.